Đây là hình mảnh vườn của mình mọi người nhé. Nở hậu. Làm nhà trên này nhìn xuống view rất là thoáng luôn. Của mình nó phần trên cao hơn. Đấy, khu ở dưới này thì bằng như cái sân luôn. Cà phê và hồ tiêu. Nên em sẽ bay gần cái mảnh siêu phẩm nghỉ dưỡng của Đại gia Sài Gòn cho mọi người xem nhé. View săn mây rất là đẹp luôn. Lô đất của mình thì vừa làm vườn, vừa ngắm view săn mây cũng rất là đẹp nhé. Cách Đại gia Sài Gòn tầm khoảng 50 mét thôi. Đấy. Đây là hình mảnh đất của mình, nhìn từ đằng sau. À, thì đất ở dưới này rất là bằng nhá. Bằng đẹp, kín gió. View rất là thoáng. Đấy, đây là một tuyệt tác của Đại gia Sài Gòn năm ngoái em mua cho cái mảnh đất này. Nhìn ở trên cao. Làm cái căn nhà gỗ 2 tầng này rất là đẹp mọi người nhé. Đó, một khu vườn săn mây tuyệt đẹp. Tọa lạc tại xã Đắc Rung. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó, nhìn ra đây là rất là thoáng này. Thoáng mát mọi người nhé. Buổi sáng nhìn ở view săn mây rất là đẹp. Đó, bên kia là mảnh vườn của mình. Vườn của mình thì cách khu nghỉ dưỡng này 50 mét rồi nhé. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà Đất Văn Nguyễn nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục đi quay và gửi đến cho tất cả mọi người xem một mảnh vườn nhỏ 7,5 sào bám 16 mét mặt đường nhựa này quý vị nhé. Đó, nó nằm ngay khu dân cư luôn. Mảnh vườn nhà mình thì có vị trí tại xã Đắc Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé. Đấy. Đi từ đây này mà di chuyển ra tới đường tỉnh lộ 6 tầm khoảng 700 m thôi là tới tỉnh lộ 6. Trục đường đi Sài Gòn Đắk Nông mọi người nhé. Và mảnh vườn nhà mình á thì cách trung tâm xã Đắk Rung thì tầm khoảng 3,5 km thôi. Còn cách trung tâm xã Bút So cũng tầm khoảng 3 km mọi người nhé. Ra ngoài này tầm 700 m là khu đông đúc dân cư. Còn ở đây thì dân cư ở cũng khá là đông vui luôn rồi. Đấy. Trên đất nhà mình này đã có điện 3 pha nhé. Điện này. Đó. Và bám được 17 mét, à 16 mét mặt đường nhựa này mọi người nhé. Sát mấy cái nhà bên này luôn. Đây là có con đường đi xuống này. Đó. Vườn nhà mình thì đã có một căn nhà cấp 4. Có điện đài là đầy đủ hết rồi mọi người nhé. Là sân bê tông. Sân bê tông thì gia chủ tráng rất là kiên cố luôn. Này là quý anh chị mình phơi cà phơi tiêu hoặc là để rất là sạch sẽ ở đây rồi nhé. Đó. Đằng sau này cũng có một khoảng vườn nhỏ. Đấy, để mình có thể trồng rau củ quả các loại chăn nuôi. Thêm. Đấy. Em sơ lược mảnh vườn này cho mọi người hình dung cho dễ nhé. Mảnh vườn nhà mình á thì có 16 mét xuống đây này. Đằng này gia chủ cũng làm sân luôn. Đây nó mất khoảng nửa sào đất ấy, nó thì hơi gãy xuống một tí. Ở dưới là bằng như sân bay luôn, rồi cà phê, có ít tiêu đẹp. Rất là đẹp mọi người nhé. Đấy. Và có một con đường này đi thẳng xuống mảnh vườn nhà mình. Đường của mình hai nhà đi chung. Mỗi nhà một nửa, hai nhà đi chung xuống dưới nhá. Đây là khoảng khuôn viên sân vườn nhà mình. Đó, đây thì mình có thể để khuôn viên để mình chăn nuôi làm sân cũng như là để trồng rau màu các loại. Ở đây cái chỗ gần khoảng nửa sào này á thì nó hơi dốc, nó tức xuống
Nhưng mà cái đường đi xuống là nó không có dốc mọi người nhá. Nó rất là đẹp luôn. Nếu mà phát quang cái chỗ này ra ấy, thì sáng sớm nhìn ra kia rất là thoáng nhá. Rất là thoáng đẹp luôn đấy. Đó, và bây giờ em sẽ đi cận cảnh xuống cái mảnh vườn này, em quay chi tiết cho mọi người xem đầy đủ nhá. Mảnh vườn nhà mình thì sổ đỏ đầy đủ 763 mọi người nhá. Đó, diện tích ở ngoài thì 765. Và gia chủ đang bán cái giá cũng khá là hợp lý luôn. 950 triệu. Giá bán này thì đang còn bớt lộc lá cho quý anh chị mình thiện chí nhá. Có 16 mét mặt đường nhựa khu dân cư lên được thổ cư mọi người nhá. Em test thì nó đã phun hồng thổ cư rồi. Đấy. Ở phía bên hông cái mảnh vườn nhà mình nhé, thì có con đường đi xuống này. Con đường đi xuống này thì khá là rộng rãi nhá. Hai nhà mỗi nhà bỏ ra một ít. Đó, để tạo thành một con đường đi chung này. Hai nhà đi chung đi xuống dưới tận vườn mình luôn. Đó, em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Nếu mà mọi người thấy cái sản phẩm này phù hợp với mình thì nhấc máy liên hệ ngay cho em nhé. Đó, đây con đường đi xuống của mình này. Hai nhà đi chung nhé. Đường thì ô tô xuống tận rẫy mình luôn. Cái phần ở trên nhà này đi xuống ấy thì nó có mất một ít này thôi. Rừng rất là mát luôn. Là nó hơi gãy xuống. Mình có thể mình trồng rật cấp, mình trồng sầu riêng, trái cây cũng rất là ok luôn. Hiện tại là em đang có mặt ở dưới phần đuôi mảnh vườn nhà mình nhá. Đấy, ở dưới này thì có khoảng 100 trụ tiêu đẹp mọi người nhá. Năm nay trái rất là sai luôn. Đấy, sai từ trong ra ngoài này. Đều trái luôn á. Đấy. Khoảng 100 trụ tiêu gì đó. 500 cà phê. Đây. Hồ tiêu rất là đẹp mọi người nhé. Nguồn thu nhập cũng khá là ổn định luôn. Cho mảnh vườn nhỏ. Mảnh vườn này thì vừa làm vườn vừa nghỉ dưỡng rất là ok luôn. Ở trên nó cao hơn. Cao hơn xong rồi đó. Cái lùm này nhá. Em sẽ ra đây em quay chi tiết hơn cho mọi người xem. Đây. Tiêu của mình thì được khoảng 100 cây. Tiêu năm nay rất là sai nhá. Đấy. Này gia chủ là trồng cỏ để nuôi bò này, chăn nuôi thêm. Đấy, cỏ rất là tốt luôn. Đấy, phần cà phê của mình đấy nhá. Cà phê của mình là khá là bằng. Cà cũng khá là đẹp mọi người nhá. Trái rất là sai luôn. Này. Mọi người đang xem cho một like, đăng ký kênh, ủng hộ em để xem video sau nhé. Nếu thấy sản phẩm này phù hợp với nhu cầu túi tiền của mình thì nhấc máy liên hệ ngay cho Văn Nguyễn nhé. Có một cây sầu riêng này, khá là to luôn. Phần ở dưới, nói chung là phần đất của mình rất là bằng luôn. Bằng là 90%. Chỉ có một 10% ấy là đây. Cái rừng cây này nhá, hồi xưa là gia chủ trồng tiêu nhưng mà tiêu nó xấu, gia chủ không có chăm nữa thì mất khoảng tầm nửa sào gì đó. Là cái chỗ đó là cũng như là nó gập xuống này nhá. Đó lại bằng. Nên nếu mà mình phá cái rừng đó đi, mình múc giật cấp rồi mình trồng trái cây sầu riêng thì rất là hợp lý luôn. Mà nói chung là ở trên đấy thì mát, bao mát luôn, làm nhà nếu mà nhìn xuống dưới bao quát luôn, rất là đẹp nhá. Đó, mất khoảng tầm nửa sào thôi. Nửa sào thì gia chủ bỏ không có làm gì này. Mình phát quang ra mình trồng lại. Một là mình múc giật cấp xuống là mình làm trồng lại cà phê, sầu riêng hoặc là hồ tiêu. Hai là mình để làm một khu rừng sinh thái cho nó mát mẻ được nhá. Đó. Đây cà phê tơ này thì có 200 cây này. 200 cây đang vào thu chính mọi người nhé.
Năm nay bắt đầu là thu chính. Tiêu dưới này, này tổng chất tầm khoảng 100 cây gì đó, gia chủ không nhớ rõ là bao nhiêu hết á. Cà phê dưới này là tầm 300-400 cà phê già này nhá. Khá là đẹp luôn. Đấy. Ranh của mình là tới mãi dưới kia mọi người nhá. Cà nói chung là vườn cà nhà mình khá là đẹp luôn đấy. Đất thì bằng. Bằng như này, không dốc. Hơi triền nhẹ mọi người nhé. Ở dưới này thì quý anh chị mình có thể trồng thêm trái cây, sầu riêng, mắc ca gì đó. Trồng sen thêm trong vườn cà phê này cũng rất là ok luôn. Cà trái rất là sai nhá. Đấy. Đã có nhà điện đài là đầy đủ hết rồi mọi người nhé. Nay quý anh chị mình chuyển về đây là chỉ việc làm và ăn thôi. Có mặt đường nhựa mà giá thì cũng cực kỳ là hợp lý luôn. 950 triệu giá bán này thì đang còn bớt lộc, tương lượng nhẹ mọi người nhé. Vườn cà đẹp mộng mơ. Giá rất là sai. Và mọi người tới coi thực tế thì sẽ quan sát rõ hơn cái mảnh vườn này nhá. Cà nó rậm như này, nó tốt như này luôn. Đất đỏ ba gian rất là tơi xốp. Dưới này cà rất là đẹp luôn. Đấy. Cà này nói chung là gia chủ nuôi bò ấy, nên cứ 2 năm gia chủ bỏ cho một lần phân bò. Cây đất rất là tốt nhá, cà rất là sung sức luôn này. Nước tưới là nước tưới chung mọi người nhá, nước tưới chung mới ra chủ ở dưới này, hồ tưới chung. Nếu mà quý anh chị mình không thích tưới chung ao hồ thì mình khoan giếng thoải mái cho khỏe, tưới cho khỏe. Rồi ôi trái này khủng khiếp luôn. Cà này chắc cũng tầm khoảng 2 cây một bao ấy. Trái rất là nhiều. Quý anh chị mình mua là bây giờ là chuẩn bị được thu rồi nhá. Thu lại nói chung là mảnh vườn nhà mình thì thu trên 100 triệu. Khoảng 2 tấn cà. 5-7 tạ tiêu gì đó. Và còn thu khá là ổn định cho mảnh vườn này rồi. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc clip tại đây nhá. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành, vui vẻ. Nếu mà ai thấy cái sản phẩm này phù hợp với mình thì nhanh tay nhấc máy liên hệ ngay cho em nhé.